Lạnh nhưng chung chào mọi người, mình tiếp tục là test những điều hòa nhé. Alo. Có em ơi. Có nhà. Mạnh nó bảo lắp điều hòa cho cái nhà ông giáo dục Thanh à? Ở trên ấy mà chưa thấy gì nhỉ? Chú có biết không? Hả? Đúng rồi, nhà ông Thanh đội trưởng. Đây, giáo dục ơi. Này cháy rồi. Chú ạ. Cháy rồi, đéo phải tụ rồi. Cháy rồi. Cháy cuộn khởi động rồi. Cháy cuộn khởi động rồi. Cháy cuộn khởi động chứ không phải là chết tụ. Khả năng cũng là chết tụ luôn nó. Chạy luôn đúng không ạ?
Ôi đéo được, cháy rồi. Cháy quận dây này. Cháy rồi, nhìn đi. Xe đây. Đây. Nó chạy trong cái dây này. Cao mà con này chắc phải khiển mới thật, con này phải khiển mới em ơi. Ơi cái gì đấy, một má anh chuyển khoản hay là anh trả tiền tiền à? 90 thôi. Bấm nó có chạy không? Thank you.
Giờ lại em xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.